VinFast VF8 là mẫu SUV cỡ D chạy hoàn toàn bằng điện đã được ra mắt toàn cầu vào tháng 1 năm 2022 và bắt đầu được giao tới tay khách hàng tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2022. Sau 2 năm, ngày càng có nhiều chiếc VF8 chạy lướt xuất hiện trên sàn xe cũ. Tham khảo thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay, một chiếc VinFast VF8 sản xuất năm 2022 đang được chào bán với mức giá khoảng 700 triệu. Theo thông tin giao bán, Xe này thuộc phiên bản Eco với ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, chỉ số lăn bánh đạt 20.000 km. Ở thời điểm mua mới, giá niêm yết 8 phiên bản Eco là 1 tỷ lẻ 57 triệu. Để trở thành chủ nhân hợp pháp của chiếc xe này, người mua sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lên, tới khoảng 1 tỷ lẻ 79 triệu với biển Hà Nội. Như vậy, sau 2 năm sử dụng, VF8 đã mất giá đến 379 triệu. Tuy nhiên, với những ai có ngân sách eo hẹp, nhưng vẫn mong muốn sở hữu một chiếc SUV 5 chỗ đầy đủ tiện nghi và công nghệ, chiếc VinFast VF8 cũ có thể là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. VinFast VF8 2022 là sự kết hợp độc đáo giữa dáng SUV và cúp, tạo nên vẻ đẹp sang trọng qua những đường nét mượt mà. Ngoại thất của VF8 Eco thu hút ánh nhìn với hệ thống đèn pha LED tiên tiến, đảm bảo khả năng chiếu sáng xuất sắc. Giải đèn LED hình cánh chim ở phía trước và logo thương hiệu ở trung tâm tạo điểm nhấn đặc biệt, tôn lên sự sang trọng của xe. VF8 sử dụng mâm xe 5 chấp có kích thước 20 in. Bên cạnh đó, đèn hậu LED hình cánh chim ở sau xe giúp tạo nên sự đồng nhất và hài hòa cho tổng thể thiết kế. Tất cả những tính năng này kết hợp tạo nên một dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại và độc đáo. Vào bên trong, không gian nội thất được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, bao gồm màn hình cảm ứng lớn 15,4 inch, màn hình hiển thị trên kính lái hắt và vô lăng thiết kế d cắt mang phong cách hiện đại. VinFast VF8 Eco có cấu hình 5 chỗ ngồi, với ghế giả da tích hợp tính năng sưởi ấm. Hàng ghế trước được thiết kế ôm sát, hỗ trợ điều chỉnh điện đa hướng cho cả ghế lái và ghế phụ. Không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi với tính năng điều chỉnh độ ngả của ghế, mang lại sự thoải mái cho người dùng. Ngoài ra, hàng ghế sau còn được trang bị thêm các tiện ích như cửa gió điều hòa riêng biệt, cổng sạc USB, đèn đọc sách và bệ tỳ tay kiêm khay đựng chai nước. Dưới nắp capo xe sử dụng hai động cơ mạnh mẽ tổng công suất đạt 348 mã lực. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. VinFast VF8 Eco được trang bị gói pin, cho tầm hoạt động 420 km sau mỗi lần sạc đầy. Với trụ sạc thường 11 kW, thời gian sạc đầy pin lên tới 8 tiếng. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10 đến 70% chỉ mất 24 phút khi sử dụng sạc nhanh.